Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng trong sáng nay tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí xuất bản quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4. Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh chủ trì hội nghị. Trong quý 3, Ban tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo đài thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị trong đài và các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, định hướng tuyên truyền sau vụ việc tại huyện Trư Quyên, tỉnh Đắk Lắk nhằm đấu tranh phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc kích động chống phá đảng nhà nước ta. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã thực hiện chọn lọc và điểm hơn 6.000 tác phẩm báo chí gửi đến lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành quận huyện và tổng hợp vấn đề báo chí quan tâm phản ánh, đề nghị các cơ quan đơn vị xử lý và phản hồi. Tổng số lượng các vấn đề đã được phản hồi đạt khoảng 85% vấn đề báo nêu. Trong quý, báo chí thành phố đã tập trung tuyên truyền đậm nét việc triển khai những kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình công tác năm 2023 của thành phố, đồng thời tập trung phản ánh về những mặt chưa làm được trong đời sống xã hội, góp phần giúp lãnh đạo thành phố kịp thời chấn chỉnh, đưa ra những giải pháp hữu hiệu để khắc phục hạn chế tồn tại trong quản lý điều hành để phát triển thành phố. Cùng với các cơ quan báo chí thành phố, các cơ quan báo chí trung ương, bảo ngành, địa phương khác có văn phòng đại diện phóng viên thường trú đang hoạt động trên địa bàn thành phố đã phản ánh toàn diện sâu sắc các lĩnh vực kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố